Rồi, mình sẽ tái xin chào tất cả các bạn nhé. Thì mình có hai cái cây này, năm nay mình thấy cái củ của nó lớn rồi nè các bạn. Cây vàng ánh dương đó thì mình chiết nó xuống lâu rồi, không nhớ là bao nhiêu tháng nữa mà mình thấy lâu lắm rồi. Thì mình trồng nó xuống thì mình cũng có đôn nó lên cao nè. Đó, ngày hôm nay củ nó lòi lên luôn rồi, cây này củ nó cũng lòi lên rồi. Thì mình trồng xuống mình để nó hơi nghiêng một tí xíu thôi nha các bạn, là nó sẽ ra một cái lưng liền. Đây là cái lưng để nó chịu cái độ nghiêng của cái cây đó các bạn. Thì sau này mình có nhổ nó lên, mình tạo cho nó hình quái thú, hình này hình kia thì cũng dễ nha các bạn. Còn nếu mà trồng thẳng thì nó sẽ ra đều rễ hết, xung quanh nó ra đều hết. Mà trồng nghiêng thì bắt buộc nó ra một cái thẳng nghịch lại với lại cái độ nghiêng của nó, để cho làm như là nó chịu lại cái cây nghiêng đó các bạn. Những cái cây nó cũng phải biết cái cách để nó ra rễ. Thì hôm nay là mình sẽ nhổ lên, mình khám phá cái bộ rễ nó coi làm sao nha các bạn nhé. Còn mình sẽ, nếu mà sửa rễ cho nó được thì mình sẽ sửa từ từ, sau này nó sẽ cho bộ rễ đẹp. Còn nếu mà mình cứ để vậy rồi mình cứ sang chầu không thì rễ của nó sau này nó cái hình thù của nó làm sao thì nó y như vậy, nó không có được đẹp đâu nha các bạn. Nếu muốn cho nó đẹp thì mình phải thường xuyên thấy mà đó. Nên nó dài xuống đây rồi nè. Thì mình phải nhổ lên mình coi xem sao. Này trồng trong cái chậu này nó chật quá nè. Cái rễ này là nó dài xuống, nó ngoằn ngoèo dưới này nè các bạn ơi. Ôi nó như cái lò xo luôn. Trời. Nó như cái con rắn luôn nữa các bạn. Cây này, ok này xem sao. Cây này rễ không có đẹp, nó quấn lại với nhau rồi các bạn ơi. Thì cái rễ nó ra như vậy cũng không có ra hình con gì hết á. Cái này để từ từ tính sau. Bây giờ mình có con này nè. Bây giờ nó như cái lò xo thế này thì làm sao bây giờ. Cái này mình hơi bị lâu rồi đó các bạn. Nếu mà mình mà làm nhổ lên sớm á, thì rễ nó còn nhỏ á, thì có thể mình bẻ nó ra được trồng luôn. Nhưng mà cái rễ này thì không muốn bẻ nó thì phải phơi rồi. Khó quá, không tạo được cái hình gì cho nó rồi, nó cứng quá. Cái này nó chỉ có một rễ nó ra nè các bạn, mấy rễ này thì nhỏ xíu à, nó tập trung hết nó vô nó một cái rễ này nè. Rồi cái chậu nó nhỏ, thử ra nó chạy vòng vòng vào trong cái chậu á, chạy xuống tới đít chậu luôn này nè. Cây này thì bộ rễ nó không có được đẹp các bạn ạ, không có sửa được. Thì thôi cây này chắc mình trồng lại luôn. Rễ thì rễ củ vàng nè, nhưng mà thân này thân xanh. Cây này thì có kéo vàng trên, thân vàng, cây thân xanh, cây thân vàng, mà rễ thì vẫn kéo vàng. Thôi cây này giờ chắc mình phải trồng lại vậy luôn. Cái này mình trồng luôn nha các bạn. Các bạn mình làm cái clip này á, mình cũng khuyến cáo các bạn nhé, nhổ lên trồng lại luôn á thì các bạn phải trồng cái chất trồng nó khô nha. Thì mình phải lấy cái chấu hun nè, mình trộn thêm cái chất trồng nó hơi ẩm ẩm thôi là được rồi. Chứ nếu mà mình trồng mà cái chất trồng ướt quá không được. Với lại cái chất trồng mà khô nhưng mà các bạn trồng xong 1-2 ngày các bạn tưới cũng không được nha. Bây giờ có thể mình trồng xong rồi mình để cho đến bao giờ mà có thể là lá này nó thiếu nước cũng được luôn cũng được các bạn. Thì cái cây không sao. Còn nếu mà mình thấy nó rụng lá, mình lúc đó là mình thì chắc cũng phải được 10 ngày cho đến tuần
hay là 2 tuần rồi thì lúc đó mình tưới lại được rồi. Còn mà trồng xong mà tưới ngay là nguy hiểm cho cây nha các bạn nhé. Mình thì mình chọn cái chất trồng nó ẩm ẩm nè. Đó, mình thêm cái chấu hung vô. Bởi vậy nhiều lúc mình trồng luôn nhưng mà mình không tưới. Đó. Còn nếu mà các bạn mà thương thương nó trồng xong rồi mà tưới vô cái là cái cây nó lên đường nha các bạn nhé. Thì cái cây này cái củ nó không đẹp thôi, mình trồng đi để mai mốt nó củ nó lớn nữa rồi bắt đầu mình nhổ lên mình xếp rễ nó xong. Lúc đó phải phơi, giờ này cũng làm biến phơi quá mình thử ra. Chứ rễ nó nhỏ quá chưa có sửa được cho nên mình trồng luôn nha các bạn. Cái cây kia để mình sửa nó cho nó thành con rắn đang nằm cũng được. Đó, những cây mà vú hết rễ nó ra là nó bị đồng rễ rồi thì lá nó sẽ vàng nó rụng nha các bạn nhé. Không sao hết đó, đừng có tưới, mình cứ để cho lá nó vàng nó rụng đi. Rồi đến lúc mà mình thấy cái chồi trong này nè, nó bắt đầu nó phát triển lại tiếp đó, thì lúc đó mình mới tưới kích rễ cho nó là không sao hết đó. Còn mà bây giờ mà trồng xong mà tưới vô cái là thua liền nha các bạn nha. Đó. Rồi, bây giờ cái này là mình sẽ để nửa tháng nữa mình mới tưới nha các bạn. Còn cái này nè, mình vắt cái đuôi nó lên rồi. Đó, cho nó nằm như vậy để cho nó như con rắn nó đang nằm nha các bạn, nó đang quần mình nó nằm nè. Cái chậu này nhỏ quá này, chắc phải mua chậu đổ lại cái chậu C9 này các bạn. Thì hồi nãy cái rễ này nó vòng vòng xuống dưới luôn nha các bạn, nó ăn xuống tới đáy chậu rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt nó lên đó để cho nó nằm như vậy, cái đuôi bắt đầu tiếp tục là nó sẽ ăn xuống nữa nè. Nó mình sẽ trồng như vậy nha các bạn nhé, như con rắn nó đang nằm cuộn tròn này. Thì mình cũng trồng lại luôn nha các bạn nhé. Đó, nhưng mà mình cũng khuyến cáo với các bạn là đừng có mình sẽ trồng vào cái chất trồng khô. Mình nói đi nói lại vậy nha, chứ các bạn thấy mình trồng rồi, các bạn trồng theo rồi nó bị chết rồi mất công lắm nha các bạn. Cái này chắc mình phải ghim cái cây thôi, ghim cây để cho nó giữ cái để được mình cái này. Con rắn nó nằm nó quấn tròn này, nó vắt cái đuôi lên đây, nó cắm cái đuôi nó xuống. Mình trồng nó vậy rồi để mai mốt thì để nó lớn nữa rồi mình sẽ tính tiếp nha các bạn nhé. Cây này thì rễ cũng vàng. Mình có những cái cây của mình làm vậy nè các bạn, nhưng mà có cây nó mình đưa cái rễ nó lên mình làm thành y như con rồng đó các bạn. Đó thì mình phải đưa lên mình sửa nó thì nó mới ra những cái hình thù mà theo như ý mình nhìn thấy nha các bạn nhé. Đó. Mình cũng không có biết là rễ nó ra sao. Thì thấy là nó cũng lớn, rễ nó cũng lớn rồi cho nên là mình mới nhổ nó lên. Nhổ nó lên rồi mình sửa lại cái rễ nó rồi mình lại trồng lại. Đúng ra và tỉa rễ đi rồi lại phơi cho nó khô cái tuần lễ hay mà tuần lễ cho nó khô đi cái mấy cái chỗ nó bị tổn thương á rồi mới trồng. Nhưng mà mình làm thì mình cũng không có thấy nó bị tổn thương gì mấy. Rễ nó mình cũng không có tỉa nữa cho nên là mình cũng trồng lại luôn. Thì mình trồng lại thì mình cũng nói với các bạn là mình trồng với cái chất trồng nó khô. Mình cắm cái cọng kẽm này là nhôm này nè các bạn. Rồi khoảng chừng ít bữa nữa là bắt đầu nó định hình rồi, đất lúc các bạn tưới nó rẽ xuống.
Rồi thì lúc đó là các bạn nhổ nó lên nhé, chứ đừng có để thời gian cái nó bị để nó ra nó vướng đó. Này tưới nó xuống cái là đất nó rẽ xuống liền này, thì rút nó lên để một tuần lễ hoặc là nửa tháng gì đó nó mới tưới lại nha các bạn. Khi nào tưới lại xong rồi một hai lần rồi bắt đầu là rút cái cồn kẽm nó lên được đó. Mình trồng nó như vậy rồi sau này nó sẽ thành con rắn, nó nằm nó cuộn tròn mình lại nha các bạn. Rồi mình cứ đưa lên từ từ, rồi những cái rễ con rễ cám bắt đầu nó ăn xuống thì lúc đó sau này mình sẽ lại sửa tiếp tục nha các bạn nhé. Rồi mình thì lâu lâu có những cái cây mà để mình cũng tay máy mình lôi nó lên để làm rễ, sửa rễ cho nó, thì mình cũng quay clip lên cho các bạn cùng xem để tham khảo đó. Rồi để sau này á nó có những cái cây mà cái củ quái củ đẹp cho các bạn nhé. Lúc đó thì con rắn hay con rồng hay là con ngựa hay con thu cao cổ hay con gì á thì ăn thua đó, mình nhổ lên mình thấy nó ra cái hình thù gì thì mình làm theo hình thù đó. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe và thành công nha các bạn. Rồi sau này á, mình nếu mà mình lôi nó lên thì mình sẽ truy cập tiếp cho các bạn cùng xem. Rồi mình xin chào. Đó, hai cây này là mình cũng nói lại lần nữa nha các bạn, mình không tưới nha. Cái này giờ mình tưới vô là hai cây này lên đường liền nha các bạn. Mình sẽ để nửa tháng sau bắt đầu là mình mới tưới nha. Đó. Thì đó là tại mình nhổ lên mình trồng lại liền á. Mình làm clip như vậy sợ các bạn làm theo rồi các bạn tưới ngay là không được đâu nha các bạn nhé.